Mùa Chay, Mùa Tự Do. Tôi nhớ lời ca, cho tôi được tự do nói lên điều tôi nghĩ, cho tôi được tự do nói lên tiếng con tim của phong trào du ca đã được sinh viên của thập niên 70 ưa thích. Bài hát là khát khao tự do của người trẻ, là mơ ước của thế hệ đang lên, là niềm tự hào của bình minh tương lai đang ló dạng. Tự do không chỉ dành cho đám trẻ, là mục tiêu tranh đấu của giới trẻ, nhưng tự do là căn tính của con người, là chất làm cho con người là người, là đặc tính riêng biệt để con người không bị đồng hóa với con vật. Và tất nhiên, tự do là điều kiện tất yếu cho con người hạnh phúc. Con người không thể sống thiếu tự do, nên đau khổ và hình phạt nặng nề nhất đối với con người là lấy đi tự do của họ. Người tù có thể được ăn uống no đủ, chăn mền ấm áp, nhưng thiếu tự do, họ vẫn là người đau khổ bất hạnh. Trái lại, không có nhiều nhưng có tự do, con người vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Tự do là một tình trạng, trong đó con người làm chủ mình. Họ được làm những điều mình muốn, được sống cuộc đời mình chọn, được nói điều mình suy tư, được thực hiện điều mình mơ ước, được yêu thương người mình chọn. Tự do cho con người quyền quyết định cuộc đời và mưu cầu hạnh phúc cho đời mình, cũng như đời những người thuộc về mình. Nói chung, tự do là trạng thái con người không bị gò bó, canh chừng, kiểm soát, áp chế, đe dọa. Nhưng không phải có tự do là có quyền làm bất cứ điều gì, dù ảnh hưởng xấu đến người khác hay nguy hại lợi ích chung, hoặc ỷ có tự do rồi phóng túng bừa bãi, bất chấp luật lệ, kỷ cương, nội quy, đường lối. Tự do vô kỷ luật là tự do tự hủy, tự do ích kỷ là tự do tự sát. Tự do không cứu cánh là tự do tự thiêu, tự do không định hướng là tự do tự tử. Tự do tự nó không có ý nghĩa, giá trị gì, nhưng tự do luôn phải gắn với một đối tượng, một mục đích. Chính mục đích, đối tượng làm cho tự do trở thành một giá trị tuyệt vời, mang một ý nghĩa nhân bản sâu xa. Mục đích của tự do phải là hạnh phúc của chính mình và người khác. Người khác gắn với mình như một thực thể không thể tách rời. Vì thế, khi tự do vi phạm quyền lợi và ảnh hưởng xấu trên hạnh phúc của người khác, tự do không còn là tự do chính danh đúng nghĩa nữa, mà là một lạm dụng không lương thiện. Bởi tự do bị lạm dụng đã làm tổn thương hạnh phúc, là cứu cánh của con người, là mục tiêu của đời sống. Người ta sống để hạnh phúc, có ai sống để khổ đau bao giờ? Người ta làm việc để tìm hạnh phúc, hy sinh cho hạnh phúc, chứ đời nào dại dột, chịu thương chịu khó để trước vào người bất hạnh. Vì thế tự do cũng phải đi theo hướng mưu tìm hạnh phúc. Và một khi trạch hướng sai đường, tự do tức khắc sẽ phản bội con người và không được coi là giá trị có tính nhân bản nữa, vì đánh mất ý nghĩa mục tiêu của mình. Nhưng làm sao để biết mình có tự do? Những ngày gần kề cuộc tử nạn, Đức Kitô đã đi thẳng vào cốt lõi của sứ mệnh cứu thế của Ngài và thẳng thừng chỉ mặt những người biệt phái, luật sĩ, tư tế giả hình. Trong bài tin mừng tuần cuối mùa chay, Ngài đã gọi đám người này là nô lệ, những người không có tự do và không được quyền ở trong nhà Thiên Chúa. Tình hình sôi sục, căng thẳng giữa Đức Kitô và những người lãnh đạo tôn giáo đã rút ngắn hơn kế hoạch tiêu diệt Ngài, và họ làm đủ cách để bắt và kết án Ngài. Tiến trình tự do theo Đức Kitô bắt đầu bằng trung thành sống theo lời Ngài. Một khi đã sống lời Ngài, con người có sự thật, và sự thật của lời Ngài giải phóng con người khỏi ràng buộc, gông cùm, xiềng xích của tội lỗi, để con người được tự do. Tự do theo Ngài là sống sự thật của lời Ngài, vì chỉ sự thật của lời Ngài mới đảm bảo có tự do và là nền tảng vững chắc cho tự do, mới trả con người quyền tự do đích thực của con cái Thiên Chúa, Đấng đã ban cho con người tự do như hình ảnh Ngài ngay khi tạo dựng. Nếu anh em tuân giữ lời ta, anh em là môn đệ ta, và khi ấy anh em sẽ biết được sự thật. Chính sự thật sẽ đem lại tự do cho anh em. Chính sự thật đem lại tự do, và sự thật là lời Chúa. Như thế,
Đức Kitô đã phủ nhận sự thật nơi miệng lưỡi thế gian. Và cảnh giác, ta đừng nghe theo lời dụ dỗ tán tỉnh của con người, nhưng chú tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa. Bởi lời Chúa có sự thật, bên ngoài lời Chúa xác suất sự thật biến thiên, trồi sụt và không có gì đảm bảo. Không có gì đảm bảo cho sự thật, tức không có gì đảm bảo cho tự do, vì tự do được xây trên sự thật. Ở đây, ta thấy Đức Kitô nhấn mạnh sự thật như nền tảng và cội nguồn của tự do. Sự thật làm phát sinh tự do, nuôi dưỡng tự do, củng cố tự do, thúc đẩy tự do, hướng dẫn tự do. Sự thật làm cho tự do trưởng thành, sự thật làm cho tự do kiên vững, sự thật làm cho tự do trường tồn. Vì thế, để đánh phá tự do, tiêu diệt tự do, hủy hoại tự do, đầu độc tự do, người ta chỉ cần đầu độc, hủy hoại, tiêu diệt, tấn công sự thật. Để xóa bỏ tự do, người ta chỉ mất chút công làm suy thoái sự thật, hạ cấp sự thật, bóp chết sự thật. Mất sự thật như nền tảng, như lẽ sống, tự do bắt buộc phải buông tay, đầu hàng, bỏ cuộc. Nhưng sự thật của lời Chúa là sự thật nào? Sự thật của lời Chúa là sự thật của tình yêu. Lời Chúa là lời của tình yêu, lời tâm sự của trái tim Thiên Chúa với trái tim con người. Toàn bộ Kinh Thánh vĩ đại đồ sộ ghi lại lời Chúa đã chỉ mặc khải duy nhất một chân lý: Thiên Chúa là tình yêu. Và Thiên Chúa ấy tha thiết yêu con người, dù con người chẳng là chi, chỉ là thụ tạo, nhưng là thụ tạo được Thiên Chúa đặc biệt cưng chiều, yêu thương. Chân lý của lời Chúa là chân lý yêu thương, chân lý về một tình yêu đã nhập thể nhập thế để chuộc lại con người đã hư mất vì tội lỗi. Chân lý về một Thiên Chúa làm người để chia sẻ với con người thân phận người, kiếp người, đời người như bằng chứng của một tình yêu vô cùng bao la vĩ đại. Lời Chúa đầy ắp sự thật về một Thiên Chúa khắc khoải đợi chờ, yêu thương, bênh đỡ, cứu độ người có tội và rộng lượng bao dung thứ tha. Chân lý ngàn đời của lời Chúa là hạnh phúc của con người từ nay được chuộc lại bằng máu của con Thiên Chúa. Và công trình chuộc lại quyền làm con Thiên Chúa cho con người là chân lý ấm áp, trải dài, miên man trong lời Ngài. Sự thật tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu ấy là sự thật chắc chắn, sự thật cứu độ, sự thật ban sự sống. Sự thật về con người được Thiên Chúa yêu thương ấy là sự thật nền tảng, sự thật bảo đảm cho hạnh phúc của kiếp người, cho tương lai đời đời của con người trong đời sống mai hậu, bất diệt. Sự thật của lời Chúa cho con người một chỗ đứng xứng đáng trong thế giới với tư cách chủ nhân có quyền trên mọi tạo vật và vị thế của con người trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Sự thật của lời Chúa cũng cho con người nhận ra mình là con Thiên Chúa và có quyền thừa kế gia sản vĩnh cửu của Cha trên trời. Sự thật tình yêu, ban tình yêu và trong tình yêu, ta có tự do bởi tình yêu là tự do. Nên không thể quan niệm được một tình yêu không tự do. Chính tự do cho tình yêu thành hình, cũng như chính tình yêu phát sinh tự do. Tình yêu và tự do luôn hiệp nhất, đan quyện trong nhau, không thể tách rời. Khi yêu ai, ta yêu họ bằng tự do của mình. Có tự do, tình yêu mới là tình yêu đích thực, chính danh và mang một giá trị. Nên cưỡng chế tình yêu là giết chết tình yêu, áp đặt tình yêu là hủy hoại tình yêu, xiềng xích tình yêu là phá đổ tình yêu. Tự do như hơi thở, như máu của tình yêu. Tự do như nắng mưa, sương trời nuôi sống tình yêu, và như cơn gió cho diều tình yêu lên cao trong trời rộng. Đức Kitô đặt nền tảng của tự do trên lời Ngài, vì lời Ngài là sự thật về Thiên Chúa, về con người và về nguồn cội sứ mệnh, định mệnh của con người. Ở lời Ngài, con người biết Thiên Chúa là ai và mình là ai. Tương quan giữa Thiên Chúa và con người là tương quan nào và làm thế nào để con người đạt mục đích hạnh phúc đích thực của đời mình? Ở lời Ngài, con người có sự thật về thế giới hữu hình đang sống và thế giới vô hình của đời đời mai hậu. Ở lời Ngài, con người không còn nghi nan, hoang mang, mơ hồ về quá khứ hiện tại, tương lai của đời mình, cũng không còn sợ hãi trước viễn cảnh một chuyến đi biển biệt vào một cõi sau xa lạ, đầy đe dọa. Như thế,
Người tự do là người sống sự thật trong lời Chúa, cắm sâu đời mình trong lời Chúa. Họ được tự do vì sự thật của lời Chúa luôn giải phóng họ khỏi mọi xiềng xích, ngục tù, nô lệ. Bởi lời Chúa là lời ban sự sống, tình yêu, sức mạnh và bình an. Lời Chúa không đàn áp, khống chế, đè bẹp ai, nhưng giải cứu, tháo gỡ, cởi trói, mang lại tự do. Lời Chúa mời gọi, đề nghị, khuyến khích mọi người, nhưng không trói buộc áp đặt ai. Lời Chúa là sự thật tình yêu, sự thật tự do, sự thật hạnh phúc. Ai ở trong lời Ngài thì có hạnh phúc, tự do, tình yêu, sự thật. Lời Chúa giải phóng con người, thăng tiến con người, cứu độ con người, để tất cả được trở nên con cái tự do của Thiên Chúa tình yêu. Một Thiên Chúa đã nâng con người vượt trên tất cả các thụ tạo khác bằng ban cho con người tự do, như hình ảnh của Ngài, hình ảnh một Thiên Chúa tự do trong tình yêu và tình yêu trong tự do. Mùa chay cho ta nhiều cơ hội lắng nghe lời Chúa để nhận ra mình chưa có tự do hay mới chỉ một chút tự do chấp nối hời hợt. Mùa chay được sống lời Chúa, ta mới thấy mình bấy lâu vẫn vui với đời nô lệ, làm thân nô lệ, đáng lý phải sầu buồn u uất bất hạnh. Đằng này lại vui, thì quả là một dấu hiệu, căn bệnh nô lệ kia đã trầm kha, sắp đến thời kỳ chót, nan y bất trị. Ý thức mình chưa tự do là bước thứ nhất phải thực hiện, để những bước sau sẽ là tìm đến lời Chúa, học hỏi lời Chúa, yêu mến lời Chúa, tin tưởng lời Chúa, ký thác ở lời Chúa, cầu nguyện bằng lời Chúa, sống lời Chúa và nhiệt tâm loan truyền lời Chúa cho mọi người bằng mọi phương tiện. Và chúng ta sẽ hạnh phúc vì mình được tự do yêu mến, tự do phục vụ, tự do gọi Thiên Chúa là cha, Abba, và gọi mọi người là anh chị em tôi. Ước mong mùa chay sẽ là mùa chúng ta được tự do như những đứa con tự do của Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa là tự do cho đời sống con vui vì được sống trong Ngài, con mừng vì được dâng hiến Chúa, con tự do vì con yêu thương, con yêu thương nên con tự do, không sợ không lo điều gì nhưng luôn đón nhận vì tất cả là hồng. Cậy trông vào Ngài, không gì làm đời con nao núng. Trong tự do đời con vươn lên, con vươn lên khi con tự do, không còn sau đó buồn phiền hơn thua điều gì vì tất cả chẳng là chi. Con an vui mỗi ngày vì được sống cho Ngài, vì được sống cho nhau, luôn đi trong tình yêu. Con được tự do sáng tạo chính mình như lòng Chúa ước mong. Làm việc theo ý Chúa, trong tự do đời con an vui, con an vui khi con tự do, trong đời khiêm nhu phục vụ, không lo cho mình nhưng sống trọn một tình yêu. Con an vui mỗi ngày sống cho Ngài, vì được sống cho nhau, luôn đi
cho ngài, vì được sống cho nhau.